Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, chào các con yêu quý. Nhắc đến Tết là người ta nghĩ ngay đến mùa xuân, đến niềm vui, đến không khí gia đình sum họp đầm ấm và hạnh phúc. Với trẻ em, Tết còn là một điều gì đó rất mới mẻ và đặc biệt, luôn được háo hức mong chờ với thật nhiều ước mơ. Với mỗi người dân Việt Nam, ngày Tết Nguyên đán có một giá trị tinh thần to lớn, giá trị đó ẩn sâu trong tâm tưởng và đời sống tâm linh của mỗi con người Việt. Trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam, trên mỗi mâm cơm dâng lên ông bà, tổ tiên của bất kỳ gia đình nào cũng không thể thiếu một thứ bánh đậm đà bản sắc dân tộc Việt, đó là bánh chưng. Vì sao có bánh chưng? Vì sao bánh chưng lại được trân trọng dâng lên ông bà tổ tiên như vậy? Trong buổi giới thiệu sách ngày hôm nay, cô xin trân trọng giới thiệu tới các con cuốn sách Sự tích bánh chưng bánh dày, khổ sách 17x24. Dưới bàn tay tài hoa của họa sĩ Phạm Ngọc Tuấn, các hình ảnh trong câu chuyện được khắc họa lại một cách rõ nét, màu sắc hài hòa. Với câu chữ đơn giản dễ hiểu do Phạm Việt tuyển soạn, nhà xuất bản mỹ thuật đã lựa chọn và ấn hành năm 2020. Đến với cuốn sách, chúng ta sẽ thấy hình ảnh quê hương với màu xanh của sông núi ngược đồng, của thiên nhiên đang sinh sôi nảy nở. Sau đây, mời các con cùng đến với câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh dày. Câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh dày. Vào đời Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh tan giặc Ân, vua thấy mình tuổi đã cao nên nghĩ đến việc chọn người tài để truyền ngôi. Vua có tới 20 người con trai nhưng vẫn chưa biết nên chọn ai, mặc dù các hoàng tử đều đã trưởng thành. Vua cho mời các quan cận thần đến để cùng bàn bạc. Sau cùng, vua đưa ra sáng kiến mở một cuộc thi trong triều đình để chọn người nối ngôi. Vô Hùng cho gọi tất cả các hoàng tử lại và bảo: "Ta biết mình đã già, ta muốn truyền ngôi cho một người trong số các con. Bây giờ các con hãy nghĩ cách làm một món ăn lạ để cúng tổ tiên. Ai có món ăn ngon vừa ý ta thì ta sẽ chọn người đó lên thay ta trị vì đất nước." Nghe vua cha nói xong, các hoàng tử thi nhau đi khắp nơi để tìm thức ăn quý. Họ lên tận núi cao, rồi xuống tận biển sâu, không bỏ sót một nơi nào. Thấy bất kỳ thứ gì nghe nói là ngon và lạ, họ đều kiếm tìm cho bằng được để dâng lên vua cha, hy vọng mình sẽ được truyền ngôi. Khi đó, hoàng tử Lang Liêu, người con trai thứ 18 của vua Hùng, là người có tính tình nhân hậu, hiếu thảo, nhưng vì mẹ chàng mất sớm nên chàng không có ai giúp đỡ. Khi nghe vua truyền lệnh, hoàng tử Lang Liêu rất lo lắng. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi mà chàng vẫn chưa chuẩn bị được gì. Bỗng nửa đêm, hoàng tử Lang Liêu nằm mơ thấy một vị tiên. Vị tiên nói với chàng: "Này con, trong trời đất không có gì quý hơn hạt gạo. Vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy lấy gạo nếp làm bánh hình tròn tượng trưng cho trời, và bánh hình vuông tượng trưng cho đất. Con hãy lấy lá xanh bọc ngoài và đặt nhân trong ruột bánh, để tượng trưng cho hình ảnh cha mẹ luôn che chở yêu thương con cái." Khi thức dậy, hoàng tử Lang Liêu rất vui mừng. Chàng chọn loại gạo nếp thơm ngon nhất vùng, rồi cùng vợ và hai con hồ hởi làm bánh như lời tiên căn dặn trong giấc mơ. Ngày vua Hùng giao hẹn cũng đã tới. Các hoàng tử háo hức đưa món ăn của mình về Phong Châu dự thi. Những của ngon vật lạ, sơn hào hải vị đều đang sẵn sàng chờ dâng lên vua. Dân chúng mọi miền cũng náo nức về thành để dự một cái Tết tưng bừng hiếm có. Đúng vào lúc mặt trời mọc,
vua Hùng đi kiệu đến làm lễ cúng tổ tiên, chiêng trống, cờ quạt tưng bừng. Tất cả đều mong ngóng đến giờ phút các vị giám khảo bình chọn các món ăn. Những món nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê của các hoàng tử đều lần lượt được dâng lên vua cha. Mâm lễ vật với duy nhất hai món bánh của hoàng tử Lang Liêu được dâng lên cuối cùng. Thoạt nhìn, mọi người thấy hai mâm bánh của hoàng tử Lang Liêu rất đơn giản. Nhưng sau khi nếm xong, tất cả đều gật gù khen ngợi. Một vị quan đại thần nói: "Đây là một thứ hương vị khác thường, được làm từ những thứ rất đỗi bình thường." Vua Hùng sau khi nếm thử càng lấy làm ngạc nhiên, vì hai loại bánh ăn vừa ngon vừa lạ, nhà vua cứ tấm tắc khen mãi. Vua cho gọi Lang Liêu lên điện, hỏi cách thức làm bánh thế nào. Chàng lễ phép đáp: "Thưa vua cha, thứ bánh này chỉ làm từ gạo mà ra thôi ạ. Nhưng nó có vị lạ và đặc biệt hơn. Nó nhắc chúng ta luôn nhớ về nguồn gốc của tổ tiên." Nói rồi, Lang Liêu giải thích tỉ mỉ ý nghĩa của từng chiếc bánh cho vua cha và mọi người nghe. Nghe xong, vua cầm hai thứ bánh giơ lên cho mọi người xem và khen ngợi: "Bánh hình vuông, ta đặt tên là bánh trưng. Còn bánh hình tròn gọi là bánh dày. Hai loại bánh này chẳng những ngon và quý mà còn thể hiện lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, sự biết ơn của con người với trời đất và sự trân trọng hạt gạo, hạt ngọc của đất trời. Phải là người có tài, có đức, có tâm thì mới nghĩ ra được loại bánh như vậy. Hoàng tử Lang Liêu chính là người xứng đáng để ta truyền ngôi." Hoàng tử Lang Liêu được nhà vua tin tưởng truyền ngôi và trở thành vua Hùng đời thứ 7. Từ đó thành tục lệ, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán, dân chúng cả nước lại làm bánh chưng, bánh dày để dâng cúng tổ tiên và trời đất. Câu chuyện bánh chưng, bánh dày là một trong những câu chuyện thuộc kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện giúp các con biết được bánh chưng, bánh dày được chế biến từ lúa nếp thơm, một sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng lúa. Hai thứ bánh này tiêu biểu cho truyền thống văn hóa ẩm thực của người Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền. Qua câu chuyện muốn nhắc nhở các con hướng về cội nguồn, yêu quý, trân trọng người nông dân và các sản phẩm mà họ làm ra. Biết nghe lời ông bà, bố mẹ, cô giáo và người lớn, chăm ngoan học giỏi các con nhé. Các con vừa được nghe câu chuyện Sự tích bánh chưng, bánh dày. Để rèn luyện khả năng ghi nhớ cho các con, chúng mình cùng nhau tham gia kể chuyện theo tranh nhé. Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh và các con yêu quý, nhà xuất bản Mỹ Thuật có rất nhiều sách hay và ý nghĩa. Các bậc cha mẹ hãy cùng con đọc sách mỗi ngày để giúp các con yêu thích sách hơn. Ngoài ra, các bạn nhỏ đang làm quen với tiếng Anh, bố mẹ có thể lựa chọn những cuốn sách song ngữ Anh Việt của nhà xuất bản Mỹ Thuật như cuốn sách Con Quạ Thông Minh, Hai Chú Dê Qua Cầu, Cừu Con Nhanh Trí. Các bậc cha mẹ và các con có thể tìm đọc những cuốn sách này tại thư viện trường mầm non Hồng Quỳnh. Hẹn gặp lại các con trong những buổi giới thiệu sách lần sau. Goodbye!